những thông tin sự kiện nóng nổi bật diễn ra trong ngày trên cả nước thế giới tất cả sẽ được CTV11 chuyển tải cô động trong bản tin lúc 21 giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Mến chào quý vị thính giả đến với bản tin tối lúc 21 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh đang phát trên sóng FM tần số 103.1MHz. Trước hết, mời quý vị thính giả cùng theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 5, Công an huyện Tân Châu tổ chức hội nghị triển khai thí điểm thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM cho các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, Thiếu tá Trần Quốc Thái, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện, triển khai các quy định cần thiết trong hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các cơ sở hội kinh doanh được giới thiệu về phần mềm thông báo lưu trú ASM qua ứng dụng VNEAD. Phần mềm ASM có 4 chức năng chính, gồm quản lý cơ sở lưu trú, quản lý khách lưu trú tại cơ sở, quản lý dịch vụ cung cấp và quản lý nhân viên thông qua quy trình từ khi tiếp nhận khách lưu trú tới lúc trả phòng. Qua phần mềm này, các cơ sở lưu trú, nhất là cơ sở kinh doanh lưu trú quản lý dịch vụ tốt hơn, giảm thời gian nhập liệu thông tin khách lưu trú và gửi thông tin đến cơ quan công an ngay trên hệ thống, từ đó giúp cơ quan công an giảm được thời gian, chi phí lưu trữ hồ sơ giấy tờ, đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân. Thưa quý vị, sống ở vùng sông nước như những ngày qua, người dân tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ lại thiếu nước sinh hoạt. Năm nay hạn mặn kéo dài, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống người dân. Nhiều địa phương phải công bố tình huống khẩn cấp vì khát nước. Để chia sẻ với những khó khăn của người dân các tỉnh đang bị ảnh hưởng và thiệt thòi do thiên tai hạn mặn, tỉnh Tây Ninh cử đoàn công tác đến thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ giúp đỡ cho người dân bốn tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An và Cà Mau khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Theo thống kê, Hiện tỉnh Tiền Giang có hơn 5.000 hộ đang gặp khó khăn. Tại thị xã Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông, tỉnh Long An có hai huyện là Cần Đức và Cần Duộc với gần 5.000 hộ bị ảnh hưởng. Tỉnh Bến Tre có ba huyện là Ba Tri, Dòng Trôm và Bình Đại với 10.000 hộ đang gặp khó khăn do thiếu nước sinh hoạt. Tỉnh Cà Mau có gần 2.000 hộ bị ảnh hưởng nặng tại huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình. Hàng ngày, người dân tại các địa phương này phải đi lấy nước từ rất xa, mỗi lần lấy nước cũng chỉ đủ dùng trong ngày vì không có vật dụng chứa nước. Được hỗ trợ bồn chứa nước, người dân không khỏi vui mừng, xúc động vì từ nay gia đình đã có thêm vật dụng trữ nước, không còn phải đi xách nước mỗi ngày. Đồng thời, những bồn chứa nước sẽ giúp người dân chủ động trữ nước ngọt sử dụng cho những mùa hàng sau. Ông Nguyễn Tân Phước, ngụ xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, vui vẻ nói hạn mặn thì năm nay là nó khốc liệt hơn mọi năm nhiều lắm nước mặn mà nó kéo dài nhiệt độ nó tăng thành thử ra nước sinh hoạt không có vì chú ở ngoài đê đó thành thử ra không có cây nước thì chú cũng rất chờ mừng vậy cũng rất cảm ơn trên tỉnh tây ninh với cả quan tâm giúp đỡ với cái người dân dùng hạn mặn này. nếu được hỗ trợ vậy là đỡ phần nào về nước tích trữ đem xài chứ nếu mà không có thì không có gì chứa nước rồi chứa canh chứa thùng cũng đâu có đủ xài đó thành giữ ra được một nếu mà hỗ trợ được một bồn chứa nước này chú rất là mừng bà Nguyễn Thị Út ngụ xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre chia sẻ cũng như mấy năm mới có mặn đó lợi cũng như mặn mấy năm trước thì cũng mặn dữ dằn vậy nè thì sau mấy năm rồi thì cũng ít mặn thì cũng ít chứ không mặn như năm nay năm nay quá trời thiếu nước rồi nhà cô thì nói chung một lần nhà tài trợ cũng cho được cái bồn 2.000 lít à, đựng nước cho cô được mấy cái lu nữa à, đựng là thiếu người nhà nói chung có ba người gặp đông thì không đủ nước à, cũng cảm ơn đoàn tây ninh ủng hộ cho người dân nghèo ở huyện ba tri này xã an hiệp thì cô cũng cảm ơn rất cảm ơn nhiều chị nguyễn thùy linh ngụ xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, xúc động khi được nhận bồn chứa nước. Nhà em thiếu nước tại vì không có máy rồi không có đồ đựng nước bồn này nọ nữa. Tụi em phải đi mua từ bình từ bình uống vậy đó. Rồi nhờ xã với mấy người ở tên đó lại chuyển Ủa? nước xuống cho em lại giờ em cũng có nước mà cũng đỡ Tại giờ ở xã này cho em cái bồn đó em em rất là vui em chân thành cảm ơn mấy người ở tỉnh tây ninh hoặc tiền giang hoặc ở mấy tỉnh khác đã tới tới tặng cho em bộ nước em chân thành cảm ơn Hoạt động này tấm lòng của đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Tây Ninh gửi đến đảng bộ, chính quyền và người dân một số tỉnh miền Tây Nam Bộ. Với tinh thần tương thân tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân địa phương, động viên bà con vươn lên trong cuộc sống. Ngày 11 tháng 5 năm 2024, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tìm và đưa thi thể người đàn ông bị đuối nước tại cầu bến cây ổi bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, đoạn thuộc xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, lên bờ sau hơn 4 giờ tìm kiếm. Trước đó, lúc 9 giờ 5 phút, đơn vị nhận tin báo từ công an huyện Châu Thành yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm thi thể anh VHL, 20 tuổi, ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, bị đuối nước tại cầu bến cây ổi, bắc qua sông Vàm Cỏ Đông. Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khẩn trương điều động lực lượng cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ đến ngay hiện trường, tổ chức triển khai tìm kiếm. Do khu vực tìm kiếm rộng cùng với dòng chảy của nước sông mạnh, đến khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh VHL, đưa lên bờ, giao cho lực lượng chức năng xử lý. Nguyên nhân vụ việc đang được công an huyện Châu Thành điều tra làm rõ. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống đăng ký thi của Bộ. Trong thời gian đăng ký dự thi trực tuyến, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định đảm bảo cho các thí sinh đăng ký dự thi thuận lợi thành công. Năm 2024, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống, trong đó có hơn 45.000 thí sinh tự do. So với năm 2023, số thí sinh dự thi năm nay tăng lên nhưng không đáng kể. Các tỉnh thành phố có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất gồm Hà Nội hơn 109.000, thành phố Hồ Chí Minh hơn 88.000 và Thanh Hóa gần 39.000. Các tỉnh có số thí sinh đăng ký dự thi ít nhất gồm con tum 5.000, lai châu hơn 4.000, bắc cạn hơn 3.000. Lãnh đạo bổ dục và đào tạo cũng nhấn mạnh, các thông tin liên quan đến xét tuyển đại học, các thí sinh hoàn toàn có thể thay đổi nguyện vọng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nên các em không cần quá lo lắng. Thay vào đó, chỉ còn 45 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp sẽ diễn ra, nên tập trung ôn tập, hệ thống lại kiến thức mới là điều cần lúc này. Dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô năm nay, thành phố Hà Nội sẽ tặng mỗi hộ gia đình một lá cờ tổ quốc theo mẫu chung toàn thành phố. Đây là nội dung trong thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, trưởng ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10 năm 1954, 10 tháng 10 năm 2024, tại phiên họp lần thứ nhất. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn các đơn vị tặng cờ theo mẫu, kích thước chung, hoàn thành trước ngày 20 tháng 9, Thành phố hiện có trên 2,2 triệu hộ với hơn 8 triệu người. Theo tổng điều tra dân số năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao cũng được giao chủ trì phát động cuộc thi sáng tác logo kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô và thẩm định lựa chọn tác phẩm tiêu biểu báo cáo thành phố. Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu áp dụng thí điểm 11 tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện sử dụng một phần để tổ chức làm điểm kinh doanh mua bán hàng hóa. Đây là địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh áp dụng việc thí điểm thu phí sử dụng một phần vỉa hè cho hoạt động kinh doanh mua bán. Hiện đã có gần 30 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng một phần vỉa hè để buôn bán và đóng phí. Mức phí thấp nhất cho hoạt động giữ xe là 50.000 đồng, cao nhất 350.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Các hoạt động khác áp dụng 20.000 đồng đến 100.000 đồng một mét vuông. Chuyển sang tin thế giới, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở giải Gaza ngày càng nguy cấp khi cả dự trữ lương thực và nhiên liệu đang cạn dần, buộc Liên Hợp Quốc phải xem xét tạm ngừng hoạt động viện trợ trong vài ngày tới. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF xác nhận đã không có thêm chuyến hàng chở nhiên liệu hay viện trợ nhân đạo nào vào được giải Gaza trong thời gian gần đây. Điều này có thể sẽ buộc cả các bệnh viện và xe cứu thương cũng phải ngừng hoạt động trong vài ngày tới. Tại khu vực cửa khẩu giữa Gaza và Ai Cập, hiện do Israel kiểm soát, nhiều xe tải chở thực phẩm cứu trợ đang mắc kẹt bên phía Ai Cập do cửa khẩu đã bị đóng để dọn đường cho chiến dịch quân sự của Israel vào thành phố Rafah. Nhiều xe tăng của Israel đã được nhìn thấy trên con đường chính phân chia hai nửa đông tây của Rafah và hàng chục ngàn người phải sơ tán tìm nơi trú ẩn mới. Giới chức Ấn Độ ngày 9 tháng 5 xác nhận Nước này đã thay thế khoảng 80 binh sĩ ở Mandip bằng đội ngũ nhân viên dân sự theo yêu cầu của chính quyền đảo quốc này. Trước đó, một số binh sĩ Ấn Độ đã được triển khai tại Mandip để hỗ trợ đảo quốc ở Nam Á này vận hành một số máy bay và trực thăng do Ấn Độ chuyển giao phục vụ công tác giám sát hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và cấp cứu y tế. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Ranheer Zaiwan, mặc dù các binh sĩ đã được rút đi, song hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo hoạt động liên tục cho các hoạt động hàng không mà Ấn Độ đang hỗ trợ cho đảo quốc này. Truyền thông Mỹ ngày 10 tháng 5 đưa tin nội các chiến tranh của Israel đã thông qua việc mở rộng có chừng mực các hoạt động của quân đội nước này tại thành phố Rafah phía nam giải Gaza. Israel đưa ra quyết định trên chỉ vài giờ sau khi cuộc đàm phán mới nhất về lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin tù nhân với Hamas bị đổ bể. Trang tin Axios dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết nội các Israel đã đưa ra quyết định mở rộng tấn công trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào chiều tối ngày 10 tháng 5. Nguồn tin cũng cho biết việc mở rộng hoạt động quân sự tại Rafa sẽ không vượt qua làn ranh đỏ của Tổng thống Mỹ Joe Biden, người trước đó đã quyết định tạm dừng một số viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Israel. Ngày 9 tháng 5, các cuộc đàm phán hòa giải cấp cao về Nam Sudan đã khai mạc tại Kenya với việc Tổng thống các nước châu Phi kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột vốn làm tê liệt nền kinh tế nước này trong nhiều năm. Vòng đàm phán hòa bình mới nhất này sẽ có sự tham gia của hầu hết các bên trong xung đột ở Nam Sudan. Các nỗ lực trung gian hòa giải sẽ do cựu chỉ huy quân đội Kenya Lazarus Sumbego dẫn đầu. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống nước chủ nhà William Ruto cam kết Kenya sẽ hỗ trợ tiến trình trung gian hòa giải nhằm đảm bảo các bên đạt được một lộ trình đáng tin cậy cho hòa bình ở Nam Sudan và khu vực. Phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh, chương trình do biên tập viên Xuân Vũ, các phát thanh viên Kiều Tiên, Ngự Bình, kỹ thuật viên Tuyết Phân thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.